Nhà đất Hằng đây, chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị quý đàn thân mến. Và để tiếp tục phê tấm nhà đẹp, thì trong buổi trưa ngày hôm nay, Hằng đây đang có mặt tại trung tâm phường 22 quận Bình Thạnh. Một phường phải nói là đắc địa nhất của quận Bình Thạnh luôn nè. Để gửi khách hàng mình một căn nhà mặt tiền đường, phân khúc cho bán 19 tỷ hơn, tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Võ Duy Ninh, Ngô Tất Tố, kết nối với cung đường huyết mạch huyện Hữu Cảnh mình đi vào. Đó, và cùng Hằng đi, chúng ta ngắm nhìn bao trọn cả một cụm đô thị phường 22 và khu đô thị mới Thủ Thiêm, được đầu tư rất là bài bản, cao cấp và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tập trung về đây rất là nhiều, tạo nên một khu đô thị dọc siêu sông Sài Gòn. Quá trời phát triển luôn nè cả nhà. Và ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu khách hàng mình, tọa lạc vị trí mặt tiền đường Võ Duy Ninh, cách mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh chỉ khoảng 50m, đối diện là khu dân cư Sài Gòn Bơ, cao cấp 5 sao. Vị trí rất là đẹp luôn, thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, showroom spa, tòa nhà building nè, đầu tư căn hộ cao cấp cho thuê cũng được. Nhà mình ngay trung tâm, di chuyển về quận 1, phường Bến Thành, Bến Nghé, chỉ khoảng từ 3 đến 5 phút, khu đắc địa kinh doanh đa ngành nghề. Đó, và Hằng đi từ ngôi nhà nè, mình di chuyển một trục mặt tiền Võ Duy Ninh ra hướng mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh phía trước nè cả nhà. Nhà kế bên luôn á, di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Và ngôi nhà với kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 4 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Mẫu thiết kế tân cổ điển phía mặt ngoài nè cả nhà. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài, vô cùng thông thoáng. Nhà mình thuộc hướng chính hướng Tây Nam, phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 18m. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên có tổng là 7 phòng ngủ, kèm ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa vô cùng thông thoáng. Và đặc biệt nhà mình được gia chủ đầu tư có thang máy để di chuyển, phù hợp cả nhà mình kinh doanh đa ngành nghề, tòa nhà building, văn phòng hoặc là dành tặng cho ông bà lớn tuổi trong gia đình thì tương đối phù hợp. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 19 tỷ 780 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và đi số trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Nhìn từ phía bên ngoài, gia chủ trang bị cho mình gồm một lớp cửa sắt 4 cánh, sắt CNC, sơn theo màu Sinfa nha cả nhà. Và bên trong mình có một khoảng sân có thể là đổ xe ô tô hoặc là xe gắn máy. Nhà mình mà mở văn phòng công ty á, mình đổ xe ô tô của khách hàng, nhân viên ở đây tương đối thoải mái luôn. Và không gian khu vực bên trong được gia chủ trang bị thêm một lớp cửa nhôm Sinfa kính cường lực 10 ly nữa. Đó, một căn nhà kết cấu là một trệt một lửng, 4 lầu có ban công sân thượng bên trên. Được gia chủ mình có đầu tư thang máy bên trong nhà. Và khi mà cả nhà mình về sở hữu ngôi nhà này, mình làm thêm một lớp mái che bên trên nữa cả nhà, để che nắng che mưa cho ngôi nhà khi mình đổ xe ô tô hoặc là xe gắn máy á. Và em tiếp tục di chuyển vào không gian khu vực bên trong, được gia chủ thiết kế cho mình làm không gian khu vực mặt tiền dùng để kinh doanh hoặc là khu vực phòng khách. Khoảng này thông thường nhìn lên phía trên đó, bên trên mình có trần chìm, đèn led âm trần, một căn nhà sử dụng tông là màu trắng, sân tường màu trắng, mặt ngoài là kiến trúc tân cổ điển, bên trong là mẫu thiết kế hiện đại như cả nhà. Được gia chủ có thiết kế thang máy quá là thuận tiện để an cư sinh sống. Thang máy sử dụng cho mình là thang máy kính nè. Đó, nét chưa. Và tiếp tục di chuyển vào không gian khu vực bên trong, phía sau thang máy là thang bộ. Và khoảng không gian khu vực tầng trệt mình có thể là kết hợp và mở văn phòng công ty, gia đình mình để an cư sinh sống nha cả nhà. Mình có toilet tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà nè. Bồn vệ sinh, lavabo rương soi, gạch ốp phun trần, tông là màu kem. Và không gian khu vực cuối nhà của mình có thể là sử dụng làm phòng bếp tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Đó. Tông chủ đạo là màu trắng nữa cả nhà. Bên dưới thì mình lót những cái viên gạch nhấn nhá trang trí làm điểm nhấn nhìn vô cùng nét luôn nè. Và cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế cho mình không gian khu vực ô cửa sổ hướng trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Ban ngày này đủ ánh sáng tự nhiên luôn, lượng gió trời lưu thông, nó thông thẳng lên trên luôn. Đây, bên trên đã thiết kế cho mình mái che rồi, che nắng, che mưa, những khung sắt bảo vệ kiên cố và chắc chắn. Nhờ cái khoảng không gian khu vực này cho nên là những cái phòng phía trên nè, mình có ô cửa sổ rồi cửa ban công, view ra bên ngoài, nhìn vô cùng thông thoáng luôn. Một căn nhà sử dụng tông là màu trắng.
phân khúc giá bán 19 tỷ hơn nha cả nhà. Giá còn thương lượng giữa tiếp chủ nhà của mình nữa. Vàng đi siêu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực các tầng bên trên để chúng ta cùng tham quan. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 18m nha cả nhà. Đó, nhìn cái khoảng không gian khu vực mặt tiền chính phía trước. Mặt tiền tương đối sáng luôn á, thông thoáng mát mẻ lắm luôn nè. Đây, và em di chuyển lên không gian khu vực các tầng bên trên. Thằng đi sẽ đi bằng thang bộ, một lát nữa em sẽ vào bên trong thang máy đó cả nhà, mình xem rõ hơn. Đây, thang bộ của mình được gia chủ mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực 10 ly nè cả nhà. Tòa nhà vừa mới làm xong luôn, vừa mới gắn thang máy vào, chưa có dọn dẹp vệ sinh, còn hơi bụi một tí á, là em qua quay để lên sóng liền cả nhà mình cùng tham quan nè. Đó, phía sau lưng thang máy của mình là khu vực kiến trời lấn sáng trực tiếp ra ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn cả nhà. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng, được gia chủ thiết kế ra một phòng tại đây. Tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình, có thể là mình kết hợp vừa ở vừa kinh doanh cho thuê, mình làm căn hộ dịch vụ cũng được luôn cả nhà. Đó, có một cái ban công view ra bên ngoài. Rồi giai cấp ấm đồng, máy lạnh đầy đủ và hoàn thiện rồi nè. Đó, chiều trưa thông thẳng lên trên luôn, nơi lấy sáng lấy gió cho ngôi nhà. Không gian khu vực tầng lửng thì tương đối thông thoáng và thoải mái luôn á. Tòa nhà này hiện hữu của mình là 7 phòng, đã được gia chủ mình thiết kế đầy đủ rồi. Cả nhà mình về á, mình có nhu cầu sử dụng thêm hoặc là mình kinh doanh căn hộ dịch vụ thì mình làm thêm phòng như cả nhà. Trên 10 phòng tương đối thoải mái luôn. Không gian khu vực tầng lửng của mình thông tầng xuống phía dưới nè. Gia chủ đã trang bị cho mình đổ đà sẵn hai bên rồi. Mình về mình đẩy cái không gian này, rồi cái ô cửa đó là mình mở cửa ra nha cả nhà. Tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình á. Đó, và toilet sử dụng, mình có bồn vệ sinh, lavabo đường soi, và tắm hoa sen đứng là thớt phương trần luôn. Tương đối sạch sẽ và thoải mái lắm cả nhà. Gia chủ sử dụng cho mình cái loại cửa ra vào là loại của An Cường, cái loại đặc á. Và mình di chuyển không gian khu vực các tầng tiếp theo cho chúng ta cùng tham quan. Em sẽ đi bằng thang máy để cái nhà mình cùng ngắm nhìn thang máy nè. Một trời một lần 4 lầu nha cái nhà. Đây, tới rồi. Đó, ngay vị trí phải nói là quá đẹp. Kế bên trung tâm quận 1, tại đây tập trung rất là nhiều luôn. Những tòa nhà building, tòa nhà cụm căn hộ chung tư cư của những chủ đầu tư rất là nổi tiếng luôn á. Tầng trệt nè, mình có tầng trệt nè, tầng lửng, lầu 1, sorry có nha, đúng đây là lầu 1 mà hằng đi bấm nhầm mà. Thang này á, mình trọng lượng là 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người nha cả nhà. Bây giờ mình đi lên lầu 1 để tham quan. Đó, bên trong thang kính nè, cái màu thì màu hơi vàng hồng một tí, cái màu hơi trà trà, nhìn nét mà sang lắm luôn cả nhà. Thang kính như vậy nhìn cái tòa nhà của mình cũng thông thoáng nữa, và bên trong nhìn không có bí lắm. Vàng đi di chuyển đến không gian khu vực lầu đầu tiên để chúng ta cùng tham quan. Tầng trệt tầng lửng lầu 1 thể hiện là số 2 á cả nhà. Tới rồi. Đây, được gia chủ thiết kế cho mình rộng 2 phòng, phòng phía trước và phòng phía sau, có thể là kết hợp làm phòng ngủ, kinh doanh căn hộ dịch vụ, tòa nhà building, tòa nhà văn phòng. Phòng phía trước là mình có ban công view ra bên ngoài, ban công chỗ ra 1m2 nè. Cửa ra vào gia chủ sử dụng cho mình là cánh mở bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Đó, phía ngoài ban công của mình nha. Đây. Đó. Một lát nữa càng lên cao thì view càng đẹp đúng không cả nhà. Khu này là khu dân cư quy hoạch mới, là những căn nhà thấp tầng sẽ bắt đầu xây những căn nhà cao tầng lên để khang trang đẹp hơn cho khu này. Và không gian khu vực phòng thứ hai nằm ở phía sau để cả nhà mình cùng tham quan. Mỗi phòng như vậy gia chủ đã thiết kế cho mình gia cấp ống đồng, máy lạnh rồi. Mình sẽ có toilet tại đây nha cả nhà. Toilet sử dụng chung với hai phòng, bồn vệ sinh, lavabo đường soi và kính ngăn nghi. Rồi tấm hoa sen đứng nè, đẹp ớt phương trần ở tông là màu kem đầy đủ và hoàn thiện rồi nè cả nhà. Đó. Và không gian khu vực phòng thứ hai ở phía sau. Đây, phòng thứ hai mình có ô cửa sổ giếng trời, mở ra bên ngoài giếng trời lúc nãy hằng có quay tại tầng trệt rồi đó. Ở phía sau mình thông thoáng mát mẻ lắm luôn cả nhà. Và cùng hằng này chúng ta tiếp tục di chuyển cái tầng bên trên để tham quan. Nãy giờ em quay là hai phòng rồi, hằng này sẽ đi từng tầng để cả nhà mình xem rõ hơn luôn.
tòa nhà này nếu mà mình cho thuê thì thu nhập khoảng trên 60 triệu mỗi tháng nha cả nhà. Và không gian khu vực lầu tiếp theo nè, lầu 2, lầu 3, lầu 4 cũng giống như trang từ bên dưới thôi, nhưng mà em quay kỹ hơn để cả nhà mình, nó một số khách hàng mình ở xa, mình xem rõ hơn từng ngóc ngách không gian bên trong ngôi nhà. Phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4, tầng lửng nó là 7 phòng nha cả nhà, 3 tầng như vậy là 6 phòng rồi. Đây phòng phía trước nè, cũng giống như trang tầng bên dưới luôn vậy đó, mà càng lên cao thì view càng đẹp. Còn ở đây là toilet sử dụng chung với hai phòng đó. Và từ không gian tầng này mình sẽ di chuyển phòng ngủ thứ 4 nằm ở phía sau. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, các nhà mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo. Đây thể hiện lầu thứ 3 thiên là số 4 nha cả nhà. Đó, thang trọng lượng 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người á. Công hành của em mình trong thời gian an cư sinh sống luôn, do công ty thiết kế chăm chút tỉ mỉ từng ngóc ngách không gian bên trong ngôi nhà. Sổ hồng của nhà này là sổ hồng tư nhân, chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ 5, phòng ngủ thứ 6 nè cả nhà. Phòng ngủ thứ 5 nằm ở phía trước đó, mà càng lên cao thì view càng thông thoáng càng đẹp luôn á. Đây bắt đầu buổi chiều này, em đang quay buổi chiều khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ, cả nhà mình thấy không đó, buổi sáng dậy ngắm bình minh hoàng hôn rồi rất là chill luôn á. Căn này thì ở quá là tuyệt vời luôn, còn không mình sử dụng kết hợp cho thuê nha cả nhà. Khu này thì có rất là nhiều người nước ngoài thuê. Nhà mình kế bên Vinhome Tân Cảng nè, rồi Vinhome Ba Son, ngay trung tâm á, cho nên người nước ngoài thuê nhiều lắm. Và không gian khu vực phòng phía sau cũng giống như trang tầng bên dưới thôi. Và em tiếp tục di chuyển các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Cái này mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni với số này hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ cả nhà mình tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất. Đó, không gian khu vực tầng tiếp theo nha cả nhà. Hoặc có là quý khách hàng mình có nhu cầu sử dụng làm tòa nhà này làm căn hộ dịch vụ đầy đủ nội thất thì bên Hằng Ni cũng có hỗ trợ luôn. Mình xây dựng thiết kế, đưa đồ đưa nội thất vào để kinh doanh căn hộ dịch vụ đầy đủ nội thất cao cấp nha cả nhà. Đó, tính ra là các phòng như vậy là phòng phía sau, phòng phía trước khu này á, phòng phía trước đâu đó khoảng chừng tầm 10 triệu, phòng phía sau khoảng 8-9 triệu tương đối thoải mái luôn á. Và không gian khu vực sân thượng phía sau nè, view quá là đẹp luôn. Đó, view ra cụm căn hộ chung cư Emmart 81 nè. Đó, đẹp ha cả nhà. Một chiếc view tiền tỷ luôn, thì không có chiếc view thứ hai đâu. Một căn nhà phố lâu lâu khu này mới có một căn bán như vậy cả nhà. Và không gian khu vực tầng tâm bên trên đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Và em di chuyển tiếp tục không gian khu vực tầng phía trước. Ở đây mình mua về mình làm thêm những khung sắt bảo vệ để kiên cố chắc chắn hơn. Đây không gian khu vực sân thượng phía trước, khu vực trồng cây, trồng hoa. Để thêm bàn trà, ghế ngồi, gia đình mình lên đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, quay quần bên nhau. Phân khúc giá bán chưa tới 20 tỷ đồng đâu nha cả nhà. 19 tỷ 780 triệu đồng chúng ta đã sổ một căn nhà phố ngay mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh rồi. Hơn một căn hộ chung cư bên Vinhome một tí thôi. Căn 3 phòng ngủ bên đó mà view xong thì đâu đó cũng hiện nay cũng 15-16 tỷ rồi. Thì qua đây mình mua một căn nhà phố để sở hữu kết hợp vừa ở vừa cho thuê, hoặc là gia đình mình sinh sống hết luôn. Thì view như vậy cũng tương đối đẹp luôn á. Đó, view ra trung tâm thành phố nè. Đất thì dính liền với thổ, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày luôn á cả nhà, sổ hồng chính chủ tư nhân luôn. Đây ngay vị trí mặt tiền đường, đường này thì tương lai tương đối đẹp luôn á. Mỗi bên như vậy nhà nào mình cũng đã chừa lộ giới rồi, cho nên mình mở đường ra thì bắt đầu những cái nhà này xây mới đó cả nhà, đường mình sẽ đều nhau. À, đi đâu cũng tiện hết á, ngay trung tâm quận 1, về quận 3 cũng thuận tiện luôn, ngay quận Bình Thạnh thuộc phường 22. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni với số này hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni.
Và trước khi kết thúc video, em xin gửi lời cảm ơn, một lời chúc đến đại gia đình của mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.